Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Nông dân của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, sau khi thực hiện công cuộc tái định cư, cái khó nhất của người nông dân thị xã Mường Lây là tình trạng thiếu đất sản xuất. Tuy nhiên, nhờ có định hướng phát triển phù hợp và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ sinh kế, các cấp hội nông dân trên địa bàn thị xã Mường Lây đã và đang giúp cho hội viên của mình chuyển đổi sản xuất, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế ở địa phương để cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Phóng sự sau đây sẽ cho thấy điều đó. Thực hiện dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La, thị xã Mường Lây bị thu hồi hơn 600 ha đất phục vụ việc xây dựng các khu điểm tái định cư hoặc chìm xuống lòng hồ. Trong số đó có tới gần 500 ha là đất nông nghiệp. Để giải quyết bài toán thiếu đất sản xuất, ngay khi người dân ổn định cuộc sống sau tái định cư, cấp ủy chính quyền thị xã Mường Lây đặc biệt quan tâm đến việc tạo quỹ đất cho dân sản xuất, huy động các nguồn lực giúp người dân xây dựng các mô hình kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, khôi phục và hình thành các làng nghề. Song song với đó là chú trọng đến việc hỗ trợ nguồn vốn để người dân chuyển đổi sinh kế, từng bước hạn chế sự phụ thuộc quá nhiều vào sản xuất nông nghiệp đơn thuần. Nhận thấy nhu cầu về vật liệu xây dựng của người dân trên địa bàn khá lớn, ông Điêu Văn Dưỡng, bản Chi Luông, phường Na Lây mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đầu tư dây chuyền sản xuất gạch không nung và mua ô tô làm dịch vụ vận tải hàng hóa. Nếu những ngày đầu, nếu khách hàng còn hồ nghi về chất lượng khiến sản phẩm làm ra nhiều nhưng tiêu thụ chậm, thì nay khi được những ưu thế về chất lượng và giá cả được khẳng định thì sản phẩm đã được thị trường đón nhận ngày một nhiều hơn, doanh thu ước đạt trung bình từ 350 đến 400 triệu đồng mỗi năm. Từ năm 2008 đến 2009 là bắt đầu là tái định cư và di chuyển về chỗ ở mới ấy. Thì là do nhu cầu mà đất ở cũng không có nhiều mà đất sản xuất nó hẹp đi. Xong là cũng thấy cái hướng của nhu cầu, xong là gia đình mới gọi là đi mua xe tải để chạy dịch vụ để cung cấp vật liệu, xong trong quá trình thời gian mà đi chở vật liệu ấy, thì thấy có nhu cầu là ở Mường Lây mình cũng dùng gạch nên là cũng đợt đấy là lấy ở Mường Trà cơ. Sau là mới đi tìm mua máy, từ năm 2014 thì mua máy về sản xuất tại địa phương mình là cũng không phải đi lấy ở tận Mường Trà nữa. Hiện tại thì tiêu thụ ở đây nó cũng không nhiều bằng các địa phương khác được, bởi vì là thị xã Mường Lây là thị xã nhỏ bé, là dân thưa thớt nên là cũng thu nhập bình quân ở dân đây thì cũng ít nên là tiêu thụ cũng không được nhiều. Nhằm tạo điều kiện giúp người dân phát triển kinh tế, tăng thu nhập, những năm qua, thị xã Mường Lây đã chú trọng vận động, hỗ trợ người dân đẩy mạnh phát triển các nghề truyền thống. Trong đó, làng nghề làm bánh khẩu xén là một ví dụ. Từ một món ăn truyền thống chỉ được làm trong các ngày lễ Tết của dân tộc Thái Trắng, mấy năm gần đây, bánh khẩu xén đã được sản xuất quanh năm để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Làng nghề bánh khẩu xén, bánh Chí Chọp, bản Bắc, xã Lây Nưa hiện có tới 55 trên 73 hộ tham gia. Bà Đồng Thị Nội, một trong những hộ tham gia làm bánh cho biết, quy trình chế biến tuy không phức tạp nhưng do có hương vị đặc biệt, bánh khẩu xén ngày càng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Hiện tại, bánh khẩu xén đã được công nhận là sản phẩm ô cốp 3 sao ở thị xã Mường Lây. Đường bé thì xuất lên Lai Châu, vậy thì ở chỗ nào cũng gửi thôi mà. Cứ điện thoại về là cứ gửi bánh thôi. Khẩu xén dễ bán đủ là 35-40 nghìn một cân. Trước đây bánh khẩu xén chúng tôi chỉ làm để phục vụ cho gia đình và ngày lễ Tết và làm quà cho người thân thôi. Còn bây giờ thì khắp nơi ăn được khen ngon thì được trở thành làm hàng hóa. Bà con ở bản tạo điều kiện có công ăn việc làm, tạm ổn định. Nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu, tạo bước đột phá mới trong lĩnh vực nông nghiệp, thời gian qua, nhiều dự án khuyến nông đã được thị xã thực hiện thành công. Hiệu quả thiết thực của các mô hình trình diễn mang lại là giúp người dân nâng cao trình độ canh tác, mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất để cải thiện thu nhập. Đây là cơ sở sản xuất nấm của gia đình bà Lò Thị Nhín ở bản Ho Cang, xã Lây Nưa. Với việc luôn duy trì sản xuất thường xuyên 200 bịch nấm sò,
không chỉ giúp bà Nhín chủ động được nguồn thực phẩm sạch phục vụ nhu cầu của gia đình, mà còn mang lại thu nhập đáng kể. Làm nấm thì cũng ít khi thất thoát, 90% là được thu hoạch. Vất vả lúc ban đầu, thì sau này hái được nấm thì cảm thấy vui và bán cũng sướng ạ. Gia đình bà Nhín chỉ là một trong số hàng chục hộ nông dân trồng nấm đạt hiệu quả kinh tế cao ở thị xã Mường Lây đến thời điểm hiện tại. Trồng nấm có chi phí sản xuất thấp, ít tốn công chăm sóc, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trung bình mỗi năm có thể trồng từ 7 đến 8 vụ. Theo tính toán, mỗi tấn nguyên liệu là rơm, dạ sẽ sản xuất được từ 250 đến 280 kg nấm tươi thành phẩm. Nhờ áp dụng tốt kỹ thuật trồng, chăm sóc, nên năng suất nấm của nông dân thị xã Mường Lây luôn đạt cao và ổn định. Không những thế, giá thể trồng nấm hầu hết được tận dụng từ những phụ phẩm nông nghiệp sẵn có tại địa phương, giúp nông dân tiết giảm đáng kể chi phí đầu tư để đạt được hiệu quả kinh tế một cách tối đa. Năm nay tôi làm cái bịch nấm là hơn 1.000 bịch. Một bịch là gần 2 cân rồi thì hơn 1.000 bịch là cũng được gần 3 tấn, là quy ra tiền là phải là 150 triệu một năm. Gia đình ông Nguyễn Thanh Dân, tổ 3, phường Sông Đà, đến với nghề chăn nuôi từ năm 2015. Từ nguồn vốn tích lũy, ban đầu ông Dân mua 10 con bò giống về nuôi. Chỉ sau 1 năm, đàn bò đã sinh sản lứa B đầu tiên. Nhận thấy nuôi bò sinh sản không quá phức tạp nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Những con bê cái tốt sẽ được lựa chọn giữ lại để làm giống. Thường xuyên duy trì ổn định đàn bò sinh sản từ 12 đến 15 con. Tính khiêm tốn, mỗi năm gia đình ông Dân thu về khoản tiền lãi xấp xỉ gần 100 triệu đồng. Tôi nuôi bò, đến năm nay thì cũng là tôi nuôi cũng sang năm thứ 7 rồi. Để phát triển nuôi bò thì tôi thấy là cũng ổn định. Như nhà tôi đây cũng thế. Thôi thì tôi cứ tính là cứ mỗi một năm thì nhiều thì không nói, nhưng mà cứ mỗi một năm là gia đình nhà chúng tôi có 10 con bò mẹ đẻ thì là cũng thu nhập cũng được 6 đến 70 triệu một năm. Tận dụng tốt tiềm năng lợi thế của địa phương, trên địa bàn thị xã Mường Lây hiện nay đã có ngày càng nhiều hơn các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi. Với 115 hộ đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của năm 2022, các gia đình hội viên nông dân luôn thể hiện sự đoàn kết, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tận tình giúp nhau vượt qua khó khăn để vươn lên làm giàu và tạo thêm nhiều việc làm cho lực lượng lao động khu vực nông thôn. Để đẩy mạnh cái phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, thì hàng năm đối với hội nông thị xã thì trong các năm qua đã tích cực chỉ đạo các cái cơ sở hội nông dân các xã phường đẩy mạnh các cái phong trào nông dân thi đua giúp nhau sản xuất kinh doanh giỏi, để từ đó tạo các cái công ăn việc làm cho các cái hội viên nông dân, qua đó đẩy mạnh các cái mô hình phát triển trong nông nghiệp. Thông qua cái kết quả phong trào sản xuất kinh doanh giỏi thì hàng năm các cái hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp như cấp thị xã, cấp tỉnh và cấp trung ương thì hàng năm là có trên 124 hộ đã đặt cái lao động sản xuất kinh doanh giỏi, qua đó tạo cái nguồn công ăn việc làm cho các cái gia đình, để từ đó như phát triển các cái mô hình như là vật liệu xây dựng, các cái mô hình trồng rau xanh, mô hình vườn ao chuồng để tăng thêm cái thu nhập cho các cái hộ dân trong cái thời gian vừa qua, giúp cải thiện cái đời sống sinh hoạt của các cái hộ dân. Bằng nhiều giải pháp cụ thể thiết thực, người dân trên địa bàn thị xã Mường Lây đã và đang khai thác tốt tiềm năng lợi thế của địa phương để nâng cao thu nhập. Không những thế, sự hình thành các mô hình sản xuất mới còn góp phần quan trọng giúp cho thị xã Mường Lây thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên nông dân, thời gian qua Hội Nông dân huyện Điện Biên đã có những việc làm thiết thực, trong đó nổi bật là xây dựng những mô hình trình diễn, hỗ trợ khoa học kỹ thuật, cây, con giống, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế. Ngay sau đây là một số ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Để hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, hàng năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Điện Biên đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền tới cán bộ, hội viên nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chú trọng đầu tư thâm canh, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để đầu tư phát triển sản xuất chăn nuôi. Đến nay, toàn hội đã thành lập 113 tổ tiết kiệm và vay vốn với 3.474 thành viên vay vốn. Dư nợ đạt trên 170 tỷ đồng. Hoạt động xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân cũng được các cấp hội chú trọng. Hiện tại, tổng nguồn quỹ do hội quản lý và sử dụng là gần 6 tỷ đồng. Thực hiện cái 12 chỉ tiêu các hộ sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện thì ngay từ đầu năm thì Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã xây dựng kế hoạch và giao các chỉ tiêu cho hộ nông dân các xã để tuyên truyền vận động hội viên nông dân đăng ký. Hơn 60 tuổi đời, cái tuổi mà nhiều người đã được nghỉ ngơi an hưởng tuổi xế chiều. Thế nhưng hàng ngày, ông Nguyễn Văn Khôi ở đội 10 xã Thanh Sương, huyện Điện Biên vẫn miệt mài chăm sóc 3.000 m2 vườn cây ăn quả của gia đình. Với ông, chỉ cần còn sức khỏe là sẽ còn hăng say lao động sản xuất, lao động để tăng thu nhập, để thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Gia đình tôi cải tạo với vườn tạp nó từ các cái loại cây mà không có thu nhập cao ấy, cải tạo, xong đưa cái thanh long vào trồng. Thế là bây giờ là nó có hiệu quả kinh tế thì chúng tôi vận động thêm một số cái hộ trong thôn. Thế rồi thì là anh em mà trong các đoàn thể đứng lên vận động nữa thì hiện nay là cái thôn 10 có khoảng tầm 50% các hộ trồng cái cây ăn quả là cây thanh long này. Riêng vườn nhà tôi thì mùa nào thứ quả đấy, tổng thu nhập mỗi một năm thu hoạch được 5-70 triệu. Thăm gia đình hội viên nông dân Nguyễn Thị Thiết ở thôn Đại Thanh, xã Nong Luống, một trong những điển hình của việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi. Trước đây, gia đình bà Thiết cũng như rất nhiều hộ khác trong thôn, đất đai nhiều thì nhiều nhưng thiếu vốn và chưa biết tính toán làm ăn, nên cuộc sống không lấy gì làm dư giả. Sau những lần được đi tham quan học tập các mô hình kinh tế tiêu biểu, được hướng dẫn kỹ thuật, được tạo điều kiện cho vay vốn, bà Thiết mạnh dạn thay đổi phương thức chăn nuôi đại gia súc từ thả rông sang nuôi nhốt. Với cách làm này, hiệu quả kinh tế đã được cải thiện rõ rệt. Trước ngày thì cũng chăn nuôi nhiều, nhưng mà để mà theo phương thức chăn nuôi cây ngô ủ cũng như là nuôi cỏ này thì vào khoảng 3 năm nay. Cây ngô ủ thì là ủ bằng vừa cây ngô xào và vừa cây ngô nếp đấy, xay ra, trộn vào muối và đường và men ủ từ nửa tháng đến một tháng là mình có thể là mình cho ăn được. Mà thời gian bảo quản, nếu như mình bảo quản tốt, không bị hả hơi, không bị chuột cắn đấy, là mình để dài thoải mái được cả năm luôn. Còn đây là trang trại nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Nguyễn Văn Dưỡng, thôn Hoàng Yên, xã Thanh Yên. Trải qua nhiều thăng trầm, nhờ mạnh dạn thử nghiệm tìm ra những giống vật nuôi phù hợp. Từ một hộ khó khăn, gia đình ông Dưỡng đã từng bước vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ sản xuất kinh doanh tiêu biểu của địa phương. Nhiều năm liền được công nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Thế và cũng nhờ được Ngân hàng Chính sách, Ngân hàng Nông nghiệp, tôi đã vay được một ít vốn để về phối hợp với vốn tự có trong gia đình. Thế và tôi đã làm cá từ năm 99 đến bây giờ, thì nói chung là đến giờ phút này thì gia đình tôi cũng không phải vay ngân hàng nữa. Thế và cũng bình quân thu trong năm thì nó rơi vào tầm khoảng 600 triệu. Thanh Yên là xã có số hộ nông dân đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi nhiều nhất của huyện Điện Biên với 93 hộ, chiếm hơn 10% số hộ sản xuất kinh doanh giỏi của toàn huyện. Có được kết quả này là do Hội Nông dân xã đã thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tạo động lực để hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Trong đó, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện mở các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, động viên, khuyến khích hội viên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi,
phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình. Đối với Hội Nông dân xã Thanh Yên rất chú trọng về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Về Hội Nông dân thì đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách để giúp hội viên được vay vốn phát triển kinh tế. Ngoài ra còn tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật đến hội viên nông dân và từ đó cũng tuyên truyền vận động cán bộ hội viên tham gia tham quan các cái mô hình sản xuất kinh doanh giỏi trong toàn xã để học hỏi và phát triển kinh tế. Trong những năm qua, với cái phong trào sản xuất kinh doanh của hội được nâng lên rõ rệt, các hộ khá giàu tăng lên nhiều so với những năm trước. Từ đó giảm rõ rệt các hộ nghèo trong toàn xã. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng ở huyện Điện Biên thời gian gần đây ngày càng cho thấy sự phát triển rộng khắp. Không những thế, nhiều hội viên nông dân còn biết chú trọng đến việc nâng cao năng suất lao động, gia tăng giá trị sản phẩm và tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường. Cụ thể, trong lĩnh vực trồng trọt, hội viên nông dân tích cực dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, giống cây trồng, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung mở rộng các loại cây ăn quả có thị trường ổn định, hiệu quả kinh tế cao. Chuyển đổi đất màu, đất vườn tạp hiệu quả thấp sang trồng các loại cây có giá trị cao hơn và đã hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn như vùng sản xuất lúa gạo chất lượng cao ở các xã Thanh An, Nong Hẹt, Thanh Yên, Thanh Hưng. Vùng sản xuất rau an toàn ở các xã Pom Lót, Nong Luống, vùng trồng cây công nghiệp dài ngày và ngắn ngày ở các xã vùng ngoài. Đối với lĩnh vực chăn nuôi, hội viên nông dân đã chú trọng phát triển chăn nuôi khép kín theo chuỗi giá trị, gia trại trang trại, liên kết, hợp tác gắn với phòng chống, kiểm soát an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường. Nhờ đó, đến nay, toàn huyện Điện Biên có trên 800 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó 3 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương, 28 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, trên 50 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, hơn 600 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp cơ sở. Trong năm 2022 thì hội dân huyện cũng đẩy mạnh các tuyên truyền và định hướng cho các xã là tuyên truyền và liên quan đến các tiêu chí của xây dựng nông thôn mới thì phải thực hiện những cái tiêu chí về bảo vệ môi trường, rồi là trồng cây, rồi là thu gom rác thải, rồi là vệ sinh đường làng ngõ xóm. Thì hội nông dân huyện cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cái nội dung này góp phần về cái xây dựng chương trình nông thôn mới. Có thể nói với các hoạt động thiết thực của các cấp hội nông dân, đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận hội viên nông dân trên địa bàn huyện Điện Biên ngày càng được nâng cao. Truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm cộng đồng ở nông thôn tiếp tục được phát huy. Nhiều hội viên nông dân đã vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống. Phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt trong các hoạt động công tác hội, thời gian tới, Hội Nông dân huyện Điện Biên tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các cơ sở hội, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua của nông dân, nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề cho nông dân, tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra. Đến đây, chuyên mục Nông dân của Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên số này đến đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.